này 120 này, con kia to 180. Chậu to 180 à? Trồng hồng này trồng lâu chưa? Em mua mấy chậu về trồng toàn chết thôi. Có. Em để về nha, em để chỗ lắm, em để cho bóng thăm. Để cho dưới lân mà mua lân về dưới, hoàn toàn hai dưới. Mua đầu trâu nữa. Lắc vào cái này là chỉ rất xa gốc nó ít thôi. Xa gốc rồi. Hoa thì rơi đảm bảo. Cái này bao nhiêu mà? Đến Tết rồi nên là hoa nó cũng đẹp hơn. Nhé.
bao nhiêu cái ổi này chú ơi? Cái ổi 250. Cái ổi lá chưa được ta bón. Trồng còn một thời gian rồi xong rồi tự nó chết đi mà. Xong rồi tự nó rũi đi nó chết là như nào? Cái đấy 50.000. Cái hàng để trong nhà. Cái lan chỉ. Bộ ổi đây đây có to không chú nhỉ? Chắc là bé thôi đúng không? Kia nó chỉ như kia thôi kìa. À. Đấy. Quả to chứ. Quả to luôn đấy, to như quả trứng vịt luôn đấy. Bao nhiêu một cái này? Cái ổi tàu này cháu tưởng làm gì có quả to như trứng vịt. Quả to luôn, thơm luôn. Một quả thơm 300.000 luôn. 150 rồi. Cây đấy 40.000. Đấy, 150. À, không rồi. Cái gốc bằng đây không trả đâu. Lấy vòng về sang trọng. Cái hoa nó biết tí rồi. Bên này hoa nó như bông kê, nó dài, nó ngắn, nó biết tí. Cái này bao nhiêu chú? Hai cây này lá lá nhau. Bằng tiền nhau à? Hình như cái lá ổi này chữa được bệnh đau bụng hả? Đau bụng, không phải lá, cống ngọn này mà chữa là lá này. Tố ổi mà nhai là ổi trước mình cũng tố ngọn mình ăn. Lá nó chát chát thì là phải cầm ngay chứ có gì đâu. Cái này nó khó cá cho vào mấy cái thơm. Quả thơm lắm hả chú? Cái cây bé bé kia bao tiền? 100 à? Cây này bé hơn cây kia 120 à? Quan trọng là nó phải nhìn cái cây chứ không cần nó bé. Trồng ấy có phải ra chậu luôn chú? Cái cây này này có phải ra chậu mới không? Sợ bé này không? Chậu cái đấy ở bè mình. Bè mình. Chứ còn nó trồng từ lúc bé là bằng này. Bằng chỗ này. Họ còn làm nhiều nó cũng có rác thành này. Chứ còn làm ít không làm thì cũng công cái này. Rồi làm nhiều thì bán nó với ấy. Đây 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 đây. Đã làm nào một mẻ được hàng nghìn một. Mẹ. Cái này xóa là này. Rất là nhiều cây. Cô ơi, cây này là cây gì cô nhỉ? Cây này lan thủy tiên. Lan thủy tiên à? Cái này thì hoa liên hoa này. Dòng địa lan này đúng không? Tay này mua vào tiền đấy. Cái này rẻ mà mấy trăm nghìn. Cái hoa nó có về đâu chú? Nó đảo rồi cái này. Hoa liên tục cho bạn. Nó lên luôn. Nó là chú. Chậu nó to chú. Còn. Ta để khoa đi. Ta để khoa đi.